Hiện tại thì mình đang có mặt ở Hà Nội, Computer 43 Thái Hà. Coi cây mình lắp quá phức tạp, và hiện tại thì từ trước đến nay mình chưa dùng cái linh kiện khủng như này bao giờ, nên mình sẽ phải đến nhờ các anh kỹ thuật ở Hà Nội Computer lắp. Vâng, anh Độ. Chào bạn Dũng ạ. Vâng, chào bạn. Tình hình là anh qua đây làm gì thế? Anh đang có một cái main với cả hai con không ngắn TI rồi. Rồi. Bây giờ anh đang muốn lắp một cái cây mới từ những cái đấy. Tiền nong không phải vấn đề. Cái gì anh vừa lút được, chắc là vừa lút được đồ. Đâu, bây giờ tiền không hành. Anh vừa đi Đức về kiếm hơi khá khá thì giải không? Thì bây giờ mà tiền không hành vấn đề là dễ tư vấn. Mời anh vào đây. Rồi, ok, cảm ơn em. Bây giờ nhá, cái main của anh ấy là RAM PET 6X 299 gì ấy. Là con RAM PET 6 của anh. Con đấy là socket gì ấy nhỉ? Con socket 2066. Đấy anh có con đấy rồi, với cả hai con 1080 Ti. Vậy thì anh còn đố khủng. Thì giải nhiều lắm anh. Đấy thì anh đang có là con RAPID 6 này với cả hai con 1080 Ti. Tiền không thành vấn đề. Thì linh kiện đi kèm của nó chắc chắn là cứ chọn đồ mapping thôi. Tình hình là vì cứ chọn đồ mapping. Thì CPU của mapping với cả con RAPID 6 thì chắc là con i9 7950XE, 50 triệu một con. Bây giờ nhà anh đang dùng con i7 8700K. Con này có khỏe hơn nhiều không? Khỏe hơn cực nhiều, giá nó gấp 5 lần mà. Bao tiền? Gấp 5 lần. Bao tiền? Con i7 anh ở nhà là khoảng 10 triệu. Con này 50 triệu. Rất quất. Không phải vấn đề. Rồi, không thành vấn đề đúng không? Đấy, con đấy mà anh về stream là bét nghe chèo len luôn. Con 8700 anh stream là vẫn bị loát, full loát CPU 100% nhá. Kiểu như tại anh chơi PUBG ấy, anh cứ để max setting rồi là anh stream nặng các thứ ấy, thì 8700 không gánh được đâu. Thì anh cứ chơi 7980XE, gọi là con CPU này là max ping để anh có thể lựa chọn được. Thì nói chung là về anh dùng vài năm nữa chả sao. Đấy. Hợp lý đấy. Rồi anh con đấy. Nói chung là bây giờ thì có CPU rồi thì về cái ổ cứng thì chắc là mắc bênh luôn là Samsung 970 Evo, con này thì siêu nhanh. Con đấy là M2 đúng không nhỉ? M2 NVMe. Là con cắm vào main nhá. Đấy, con cắm vào main ấy. Thì con rồi, đấy okay. Con đấy nhanh lắm. 500GB làm chạy hệ điều hành chắc ok rồi nhỉ? 500GB là quá dư để anh chạy điều hành. Bây giờ mà anh cài thêm game bét nhè luôn cũng không thể nào mà hết được. Rồi còn RAM thì nhu cầu của anh thôi, đừng lấy 16, anh lấy hẳn 32 luôn. Đúng rồi, nhà anh đang dùng 16 nhưng mà tôi lấy hẳn 32, nhưng mà lấy cho anh 4 thanh nhá. Thì 4 thanh nó sẽ đẹp hơn. Đấy, 4 nhà thanh anh đang dùng 2 thanh. Cắm vào nhìn nó đầy đặn hơn. Tại vì như cái bên đấy là nó có hai rãnh RAM hai bên đúng không? Đúng rồi. Thì cắm 4 thanh nhìn nó đẹp hơn, và kiểu bây giờ em chọn anh là cặp G-Skill chip gần Zen RGB. Cặp này là gọi là cặp RGB được mua nhiều nhất luôn. Cặp RAM này siêu đẹp, dung lượng 32GB thì anh gọi là stream chắc là khó hết lắm. Ok. Rồi còn nhiều linh kiện khác kiểu như nguồn, anh quan tâm nhất là nguồn. Tại vì anh chưa bao giờ chạy slide 1080 Ti bao giờ. Thì đây anh có hai con 1080 Ti này. Rồi i9 các thứ này, thường cứ chọn nguồn trên 1000W rồi chắc ăn. Đây mình có thể chọn là con bây giờ trên 1000W thì nhiều mẫu, nhưng mà em có thể chọn anh một mẫu là FSP PTM 1200W bản Arum. Nói chung con này anh về anh cặp 4 con 1080 Ti cũng không hết được anh. Nhưng mà có thừa không? Tại vì anh sợ tốn điện á. Kiểu như thường thì nguồn anh không cần quan tâm là nó tốn điện đâu, bởi vì anh dùng bao nhiêu thì nó là nó sẽ chạy bấy nhiêu. Đấy. À rồi, rồi ok. Thì, cái nguồn này nó có cái chuẩn gì ạ? Chuẩn 80 plus platinum. Đấy, thì có nghĩa là nó còn tiết kiệm điện hơn nữa. Thì anh nói chung là mà tầm đến tầm cỡ anh thì quan tâm gì điện. Có chứ em, của anh không quan tâm nhưng vợ anh rất quan tâm vấn đề đấy. Đấy. Nói chung là vẫn phải qua vợ. Rồi chắc là cấu hình của anh sơ sơ là thế thôi. Rồi, thế anh cần một cái vỏ cây nữa, quên mất. À vỏ cây. Vỏ cây thì anh có thích kiểu vỏ cây sang chảnh hay là gì không? Anh muốn nó sâu đồ bên trong được. À, tức là cái cây của anh sẽ để trên bàn làm việc, em tưởng tượng. À, rồi kiểu thì anh muốn nó cho nó đẹp một tí. Đấy. Thì nếu mà anh tiền không thành vấn đề, sang chảnh, thích sâu hàng thì anh có thể chọn cây của Lianli. Cái vỏ cây Lianli đấy thì anh nói chung là kiểu như là sâu bốn góc luôn, anh nhìn đâu. Lianli ấy, anh chưa nghe thương hiệu Lianli bao giờ. Không, có thể là anh chưa nghe, nhưng mà Lianli nó là thương hiệu tầm cỡ thế giới này. Rồi tí nữa dẫn anh đi xem cái vỏ đấy. Tí nữa mình sẽ đi xem, và cái cây đấy gọi là tầm cỡ thế giới mà ai cũng phải khen nó đẹp. À, từ từ. Tản nhiệt. Tản nhiệt. À đúng. Ngày xưa anh dùng là Only One. Nó rất là tiện tại vì anh không phải vệ sinh, anh không phải lau chùi gì hết. Đấy. Thì hồi xưa 8700 mà đi với Only One thì cũng bình thường. Thì 8700 nó không nóng lắm. Bây giờ là 7980XE anh chơi với cả hai con 1080 Ti thì cũng khá khá đấy. Thì chắc là sẽ phải là tản nhiệt custom. Và giá của nó chắc chắn là không rẻ để gánh con 7980XE. Chắc là khoảng tầm 20 triệu.
Wow. 20 triệu là bằng một cái cây mà mọi người có thể chim được bình thường rồi đấy. Đấy, đây anh tiền không thành vấn đề mà. Tiền không thành vấn đề thì mình cứ chơi theo kiểu mắc. Nhưng mà thực sự là anh muốn mua một cái cây để anh có thể dùng lâu dài luôn. Đấy. Anh không muốn thay đổi quá nhiều. Thì với một bộ cây, với của bộ cây của anh dùng lâu dài bét nhè luôn. Bởi vì đây là hai con một không đóng TI nhá. Một con 7950 XE là con đấy gọi là bây giờ cái gì trong bộ cây của anh cũng mắc pinh. Thì vài năm nữa anh không cần nâng cấp là chuyện quá bình thường. Nhưng mà anh lại băn khoăn một cái vấn đề là nếu như anh dùng cả tản nhiệt nước custom ấy. Thì cái vệ sinh nó khó. Ví dụ ngày xưa dù Orion anh chả phải làm gì, anh chỉ phải lắp anh cứ để đấy mà anh dùng thôi. Thì tản nước custom thì đúng là nó sẽ phải bảo dưỡng thường xuyên, khoảng tầm 1 năm anh bảo dưỡng một lần. Nhưng mà cũng chả sao, anh chỉ cần mang qua hãng computer là có người làm cho anh. Rất đơn giản. Hợp lý. Có lẽ là đồ cũng có đồ nữa nhỉ. Đây đi, cho anh đi xem cái vỏ cây một cái. Đây, thì anh có thể theo em để xem vỏ cây. Vỏ cây Lianli. Đây, cái cây Lianli mà em muốn giới thiệu cho anh đây. Đây, anh nhìn đằng trước nó có kính này, là anh nhìn được vào luôn này. Rồi đấy, em kéo ra nhé. Đây, bên này thì nó còn có kính nữa này. Là anh nhìn được hết linh kiện bên trong, sâu ra được hết luôn. Nhưng mà trông nó hơi dày nhỉ. Thì bởi vì thiết kế của nó theo kiểu là nó sẽ để nguồn ở đằng sau này. Để anh ít, để anh không thấy cái nguồn, để thiết kế nó đẹp hơn, đi nước đồ đẹp hơn. Nhờ, anh hiểu. Đấy. Thì kiểu như đi nước con này nhìn nó kiểu sang trọng, nhìn nó. Nhưng mà nó có vấn đề nhá, là cái cây kính này nó rất hay bị vỡ kính này. Anh sợ là nó không bền thôi. Về việc kính cường lực này thì là cái này là bệnh chung đấy. Cái này là sống chung với lũ. Xác định chơi kính cường lực là mình phải cẩn thận. Cũng được đấy. Thôi mà vấn đề là chơi Mika nó dễ xước mà. Đúng rồi, nhưng mà được cái là cái này nó gọn. Gọn. Và anh đang muốn là nó gọn mà chắc là anh nghĩ là chắc cũng ok. Sâu được tản nhiệt nước là cũng được. Sâu được tản nhiệt nước này. Mà con này đi tản nhiệt nước cũng dễ luôn. Ô, nhưng mà anh hỏi ngu cái tản thổi gió nó vào ở đâu? Ở đằng trên này. Đây. À. Nó có, anh sẽ lắp cái radiator, cái tản nhiệt ở đây. Hoặc là đằng sau anh cũng lắp được luôn. Không, bình thường nó hoặc sẽ có những cái quạt mà hút gió vào ấy. Còn con này thì anh có thể lắp đằng dưới ấy. À. Đấy, đằng dưới một đống luôn. Anh có thể lắp. Đấy là quân định. Đấy, quân luôn đúng không anh? Ừ. Hiện tại thì mình đang có mặt ở khu vực kỹ thuật của Hà Nội Computer. Và để lắp được một cái cây phức tạp như thế này thì thực sự là mình không thể làm được. Ngoài những cái thiết bị các bạn đang nhìn thấy ở trên này ra thì còn phải uốn ống, rồi còn phải đổ nước Coca-Cola gì vào, nó rất là khó với mình. Và đây anh Dũng, anh sẽ giúp mình. Nói chung thì để lắp được một cây này, nói chung cả đi nước nữa thì nó cũng khá là phức tạp, mà để một mình anh Độ làm thì chắc chắn là không làm được đâu. Và đội kỹ thuật của Hận Công Tơ sẽ giúp anh Độ xử lý việc này, và nói chung thì cũng sẽ khá mất khá là nhiều thời gian đấy, thế nên là anh sẽ phải vui lòng chờ một chút thì nó mới có thể xong luôn được cho anh. Một chút là bao lâu? Một chút là bây giờ thì cũng gần tối, bây giờ 6 giờ tối thì chắc là khoảng tầm ngày mai thì computer sẽ giao máy sang cho anh. Ok, thế vậy anh cứ đi về nhá và xử lý giúp anh. Thì ngày mai ra qua nhà giúp anh không? Vâng, ngày mai tự tay bách máy sang cho anh luôn. Ok. Đó, thế thì mời em với cả bộ kỹ thuật của computer để thăm studio của anh luôn. Đấy, ok, để nếu thế thì lên video YouTube của computer 1 triệu view luôn. Cảm ơn em nhá. Cảm ơn em. Xin chào các bạn, đây là cái cây của anh Độ và nhìn bên trong nó cũng đẹp phết đấy. Và bây giờ mình đang giao cây đến nhà của anh Độ, và nhà anh Độ ở đâu thì mình không nói đâu.
và bên ngoài thì đang hơi tắc đường, thế nên là sẽ khá mất thời gian đấy. Và hẹn gặp lại các bạn lúc ở nhà anh Độ. Hello các bạn, bây giờ thì bộ cây đã được giao đến tay của anh Độ. Đầu tiên thì mình xin gửi lời cảm ơn đến Hano Computer và Laser đã giúp mình và đã hỗ trợ mình rất là nhiều để có thể thực hiện được ước mơ có một cái cây khủng như này. Và nếu như để mà bản thân mình mà lắp đặt và cài đặt cái máy này thì thực sự rất là khó. Riêng cả việc bê cái máy này từ dưới tầng lên thôi mà bạn Dũng đã rất là vất vả rồi. Nói chung là nặng đến bao nhiêu cân? Rất nặng. Cảm ơn Hà Nội Computer rất nhiều. Tiện thể đến nhà thì mời Dũng và các anh em Hà Nội Computer tham quan nhà mình một tí. Nói chung là chúng ta sẽ tham quan qua studio của anh Độ xem nó có gì đặc biệt không nhá. Đây là studio của anh Độ và như các bạn thấy nhá, xung quanh thì có vẻ như là anh Độ nói vậy hơi nhiều, thế nên là phòng có vẻ ngăn kính lại như thế này. Và xung quanh thì nó cũng hơi bạo lực một chút, xung quanh toàn súng thôi. Mà toàn súng ở trong CSGO ấy. Đây các bạn có thể thấy rất nhiều và toàn kiểu skin độc và lạ thôi. Và ở đây nữa thì sẽ là phần máy stream của anh Độ. Ở đây có mic này. Bàn phím sẽ là con xe và chuột là Zoe. Rồi màn hình thì ở đây là một con Asus 240H này. Đây là một con Dell lầm lởm này. Nói chung con Dell này màn phụ thôi, nhưng mà hình như sắp tới là anh Độ cũng đổi qua màn Asus 240H cho hai con giống nhau luôn. Và ở đây thì có thêm một số đồ chơi nữa. Rồi là cái này chống ngầm của máy ảnh này. Tai nghe thì là của Logitech. Rồi quay qua bên này đi. Bên này các bạn sẽ thấy một đống đồ chơi nữa. Ôi, nhìn mấy con dao đẹp vãi. Đây. Nhưng mà mình không chơi đâu. Đây, ôi, rất nhiều đồ chơi các bạn. Nhưng mà không hợp với mình lắm, kiểu nó bạo lực quá. Đây. Còn bên này là cái cây stream, rồi là đồ chơi linh tinh. Nói chung thì ở đây thì cũng nói chung là mình cảm giác là nó hơi bị nhiều đồ quá. Và kiểu như là bây giờ thì sẽ đặt thêm một cái máy bộ PC mấy trăm củ này ở bên này thì nhìn nó sẽ rất là khủng. Đây, bộ PC này bây giờ sẽ đặt ở ngay bên này thì nó sẽ làm cho cái góc này nhìn nó kiểu khủng khiếp hơn. Và bây giờ thì mình sẽ cùng anh Độ set up lại cái góc này.